Philippines bất ngờ nhận một loạt trực thăng đa dụng cực hiện đại. Hôm ngày 10 tháng 12 vừa qua, Philippines đã bất ngờ nhận 6 trực thăng đa dụng S-70i Black Hawk huyền thoại từ Mỹ. Hôm ngày 10 tháng 12 vừa rồi, Philippines đã bất ngờ nhận lô 6 trực thăng đa dụng S-70i Black Hawk từ phía Mỹ. Đây hiện tại được coi là loại trực thăng đa dụng hiện đại bậc nhất thế giới ở thời điểm này. Lô hàng 6 trực thăng đa dụng S70i này được phía Philippines ký kết với tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ từ hồi tháng 3 năm 2019. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến chuỗi cung ứng linh kiện bị gián đoạn nên phải tới tận cuối năm 2020, lô hàng đầu tiên mới tới Philippines. Tổng cộng đảo quốc này đã đặt mua 16 trực thăng đa dụng S70i Black Hawk phiên bản xuất khẩu, giá trị của hợp đồng lên tới 12,1 tỷ peso, tương đương với khoảng 241 triệu đô. Số tiền này tương đương với khoản tiền mua 16 trực thăng đa dụng s 70 i mới cứng cùng với linh kiện phụ tùng thay thế, chi phí đào tạo phi công cũng như nhân viên kỹ thuật mặt đất và cơ sở vật chất đặc thù khác. Trực thăng đa dụng F70i Black Hawk là phiên bản xuất khẩu được Mỹ cải biên từ dòng trực thăng UH60 Black Hawk chứ danh của nước này. Hiện F70i đang được hai tập đoàn Sikorsky và Sikorsky Primelec kết hợp sản xuất. Thực tế, lô hàng đầu tiên phía Philippines nhận được hôm 10 tháng 12 vừa rồi chỉ bao gồm 5 chiếc trực thăng S-70i. Những chiếc này được chuyển thẳng sang Philippines bằng máy bay vận tải An-124-100. Chiếc còn lại được vận chuyển bằng đường biển và dự kiến tới ngày 27 tháng này mới cập cảng. Toàn bộ 10 chiếc S-70i còn lại trong hợp đồng giữa Philippines và Lucky Martin sẽ được chuyển giao trong năm 2021 tới đây. Hiện tại, trong khu vực Đông Nam Á, Philippines cũng là quốc gia duy nhất sở hữu loại trực thăng hiện đại này. Ngoài ra ở châu Á còn có Hồng Kông cũng sở hữu trực thăng S-70i trong biên chế. Phiên bản xuất khẩu của dòng trực thăng Black Hawk có khả năng phục vụ tốt trong cả các nhiệm vụ quân sự lẫn dân sự. S-70i cũng đặc biệt phù hợp với lực lượng không quân quy mô nhỏ như Philippines. Trên thế giới hiện tại ngoài Mỹ, còn có nhiều quốc gia khác như Argentina, Colombia, Mexico, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ cùng sở hữu loại trực thăng đa dụng này trong biên chế. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.